Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Bình Nguyên IT 4.0 của mình. Bạn là người dạy học trực tuyến trên Zoom. Bạn muốn lưu lại video nội dung cuộc họp hay là bài dạy cho những người không tham gia hoặc để xem lại khi cần thiết để điều chỉnh lại nội dung giảng dạy hoặc phục vụ cho công tác sau này. Vậy thì chúng ta làm bằng cách nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào New Meeting để tạo phòng họp. Sau đó các bạn có thể thấy một bảng thông báo hiện ra. Tại đây có hai mục: Zoom with computer audio, đó là tham gia với âm thanh của máy tính. Mục thứ hai là test speaker and microphone, đây là kiểm tra loa và micro. Chúng ta sẽ kiểm tra loa và micro. Bấm vào test speaker and microphone. Tại đây có một bảng thông báo nhỏ hiện ra. Các bạn có thể nghe thấy tiếng nhạc. Như vậy có nghĩa là loa đã hoạt động bình thường. Chúng ta bấm vào yes. Tiếp theo là mục kiểm tra micro. Các bạn có thể nói vào mic và quan sát mục Input Level. Chúng ta thấy vạch xanh hiện lên. Như vậy là micro hoạt động bình thường. Chúng ta bấm vào Yes. Sau đó chúng ta bấm vào Zone with Computer Audio. Bấm vào Zone with Computer Audio một lần nữa. Chúng ta quan sát phía bên dưới có nút Record. Nút này chính là nút để chúng ta thực hiện ghi hình lại bài giảng của chúng ta. Ta bấm vào Record để bắt đầu. Chúng ta sẽ quan sát phía bên trên này. Đã Recording đã đang thực hiện ghi hình. Ở đây có nút hai vạch này là tạm dừng. Nút ô vuông này là kết thúc cuộc ghi hình. Khi các bạn đã thực hiện bài giảng xong thì chúng ta bấm vào nút Stop Recording và bấm vào End Meeting. Bấm vào End Meeting for All. Tại đây bảng thông báo hiện ra, đó là hệ thống đang chuyển đổi file ghi hình thành file MP4 và mở vào nơi lưu trữ file chúng ta vừa ghi hình. Mặc định đó là My Document, Zoom. Với chức năng này thì bạn có thể lưu bài giảng trực tuyến của mình thành file MP4 rất đơn giản, phải không nào? Tuy nhiên, với chức năng ghi hình trong ứng dụng này thì chất lượng không được ổn định cho lắm. Và video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn một phần mềm quay video ổn định hơn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hữu ích, hãy ấn like, đăng ký để xem những video mới nhất. Và đừng quên chia sẻ video này đến mọi người các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.